Chào các bạn đã đến với kênh kế duyên review tiếp tập 59 bộ truyện vai ác sư huynh tất cả sư muội đều là gian tại Long thủ phong thần tiêu cung trưởng giáo đại điện đang có rất nhiều đệ tử nhận được thông báo tụ tập về đây tử vân chân nhân ngồi phía trên lên tiếng nếu bốn vị thủ tọa không có dị nghị chúng ta làm theo hiệp định khi nãy thủ tịch các mạch đã tới đủ chưa Long thủ phong thủ tịch đệ tử từ chính khanh ở đây Phượng Minh phong thủ tịch Trúc Uyển Ninh ở đây Xích Vân phong thủ tịch Vương Vô ở đây một tiếng nói từ bên ngoài vọng tới chính đạo trường tồn tà đạo bất diệt một hơi thở khó an người đến không ai khác ngoài diệp thần vẻ mặt tự tin thiên đăng phong thủ tịch diệp thần ở đây mấy đệ tử bên dưới thì thầm đây chính là thủ tịch mới diệp thần của thiên đăng phong nghe nói hắn nhập môn một tháng đã đánh bại chủ tịch tiền nhiệm trần phong trở thành đệ tử thủ tịch thật hay giả vậy thật là đáng sợ diệp thần nghe thấy tiếng nghị luận thì sướng trong lòng tử vân chân nhân hỏi tiếp vị cuối cùng Thần Loan phòng thủ tịch, Lâm Tiêu tới trưa. Hát 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 tới đây tới đây. Thần Loan phòng thủ tịch, Lâm Tiêu. Đệ tử Vấn An trưởng giáo chân nhân, các vị trưởng lão. Lâm Tiêu xuất hiện liền trở thành tâm điểm của sự chú ý, đẹp trai quá. Diệp thần bị chiếm sờ post like thì tức tối. Lâm Tiêu, nguội to, gan thật, trường hợp quan trọng như vậy, ngươi lại dám tới trễ, ngươi có đặt chư vị trưởng lão và các thủ tọa ở trong mắt không? Tiên côn đáng ghét, vừa xuất hiện là sự nổi bật của mình đã bị cướp rồi. Lâm Tiêu lên tiếng cà khịa Diệp Thần, "Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao?" Bản thủ tịch tới trễ đó cũng tự có các trưởng lão xuất ngôn chỉ trích, "Ngươi là cái thứ gì?" Hệ thống ca muối, "Chúc mừng ký chủ Hoàn Nguyên thiết lập nhân vật phản diện thành công, bạn đoạt được phần thưởng ngẫu nhiên, Thái Hạo trấn yêu cảnh X1, linh khí trung phẩm bậc thiên, chủ phòng ngự, khống chế, đối với đòn tấn công của thi mị, yêu ma, tinh quái có tác dụng bảo vệ cực mạnh." Diệp Thần á khẩu, "Ngươi?" Tiêu Hồng Lăng ho nhẹ một tiếng, "E hèm." để chư vị trưởng lão chê cười rồi. Tiêu nhi nhà ta theo ta, đều là hành động theo suy nghĩ, lần này thằng bé có mạo phạm, bản tọa ở đây thay thằng bé xin lỗi các vị. Sau khi bản tọa trở về, nhất định sẽ dạy dỗ lại thằng bé. Diệp thần nghi ngờ nhân sinh, rốt cuộc ai mới là thiên mệnh chi tử vậy? Dựa vào đâu tiên côn đó có thể có sư tôn vừa mạnh vừa bao che khuyết điểm như vậy? Thạch lão lên tiếng nhắc nhở, tiểu hữu nhẫn nhị. Chuyện này có cơ duyên cực lớn của cậu, không thể vì nông nổi mà làm hỏng đại sự. Tô sư bá lên tiếng, được rồi được rồi, tiểu tiết không đáng nhắc đến mà thôi. Đại sự sắp tới, hay là chúng ta nhanh chóng rút thăm đi. Nguyên tắc Diệp Thần gia nhập Phượng Minh Phong, Trúc Uyển Ninh rút chúng chủ đạo đưa đội xuất phát, Diệp Thần là đội viên đi theo. Mà bây giờ Diệp Thần đã là thủ tịch thiên đăng phong, bây giờ cuộc rút thăm này sẽ không loạn cào cào đấy chứ. Long Thủ Phong, thủ tịch từ chính khanh, thiên đăng phong thủ tịch Diệp Thần, thần loan phong thủ tịch Lâm Tiêu rút chúng lệnh thiêm chữ đạo. Lâm Tiêu đen mặt thầm nghĩ, chậc quả nhiên lại bị thay đổi cốt truyện rồi chờ trúc uyển ninh lên tiếng trưởng giáo chân nhân chư vị thủ tọa sư bá trưởng lão tại thượng lâm tiêu thì vẫn đang đau đầu không biết làm thế nào năm lần bảy lượt sửa cốt truyện đây phải vòng lại thế nào đây sự việc lần này ở thương lan thành lý hạo dương sư đệ của long thủ phong và hàng chục đệ tử nội môn đều đã tử vì đạo tổn thất rất nặng uyển ninh nguyện ý thay từ sư đệ tới thương lan thành tra rõ âm mưu của ma đạo nhóm trưởng bối nghe thấy đề nghị này thì thầm bàn bạc với nhau trưởng giáo chân nhân lên tiếng cũng được nếu trúc sư chất đã kiên trì vậy phượng minh phong thay long thủ phong tới thương lan thành trừ ma mọi người trở về sớm chuẩn bị đi tạ trưởng giáo chân nhân tiêu hồng lăng ngồi bên cạnh lên tiếng chuyến này thần loan phong bọn ta trừ đại diện còn có thể đưa thêm hai đệ tử trung tâm hữu dung ấu vi hai con cùng với sư huynh dẫn dắt các đệ tử tông môn tới thương lan thành diệt ma rèn luyện đi vâng hữu dung với ấu vi vẻ mặt hào hứng lại được ở gần với sư huynh rồi. Lâm Tiêu cũng thở phào, không ngờ dựa vào phương thức này đã đưa cốt truyện về đúng hướng, ổn định rồi đây. Trúc Uyển Ninh nhìn về phía Lâm Tiêu thầm nghĩ, Lâm sư huynh, huynh vì cứu Thanh Lam Tông đã một mình đối kháng với Diệp thần đó hai lần. Lần này, Uyển Ninh nhất định phải cùng huynh chiến đấu. Ngày hôm sau, cửa núi Thần Loan Phong, mọi người lúc nào cũng phải ghi nhớ, chính ma không đội trời chung. Mà nhiệm vụ trừ ma tại Thương Lan Thành lần này là thí luyện tốt nhất để mài giữa đạo tâm của mọi người. Hữu dung khi thế mười phần, tu sĩ chúng ta, sao phải sợ chiến đấu? Sao phải sợ chiến đấu? Đại sư Huynh, trước khi xuất phát, Huynh cũng nói vài câu khuyên răn các sư muội đi. Lâm tiêu đưa tay lên, vậy thì, xuất phát. Chợt có tiếng nói của sư tôn truyền đến, tiểu tử thối, con con, con con, đợi đã cho ta. Tiêu hồng lăng vẻ mặt ngại ngùng, một thân phục bào màu trắng phối với đôi tất lưới đen lâm tiêu tặng cho, đây không phải cũng có nghĩa là mê nhà ta đã làm vấy bẩn sư tôn bạch khiết sao. Lâm tiêu khuôn mặt đỏ bừng, vãi đạn, sư tôn bản tất lưới đen. Tiêu hồng lăng ho nhẹ vài tiếng rồi ngại ngùng lên tiếng. Chuyến này con dẫn các sư muội tới điều tra chuyện của thương lan thành. Phải cẩn thận mọi chuyện, tất cả lấy giữ mạng làm đầu, đã hiểu chưa? Lâm tiêu thầm nghĩ, cho nên cô ấy đặc biệt mặc tất đen tới để tiễn mình. dáng vẻ nhẫn nhịn xấu hổ, có chút đáng yêu. Đồ nhi đã hiểu. Ừ, vậy thì tốt các con, có thể xuất phát rồi. Hai người không hề phát hiện ở mỏm đá phía xa, tiểu sư muội lục anh anh đang quan sát mọi chuyện. Vẻ mặt cô tối sầm lại, đôi tất mới trên chân sư tôn, không phải cũng là do đại sư huynh tặng đấy chứ. Anh anh tiêu tốn rất nhiều thời gian, thu hái hơn 200 loại linh hoa, linh thảo. Tới thăm hàng chục vị linh tượng mới bệnh ra được chiếc nhẫn này. Muốn tặng cho đại sư huynh trước khi từ biệt. Đã nói, chỉ có thể một mình anh anh có rồi mà vừa nghĩ nước mắt anh anh vừa rơi lã trã. Chuyển cảnh đến Long Thủ Phong, ngộ đạo nhai. Khương Nguyên nói chuyện một mình, sư huynh đã khuyên đệ bao nhiêu lần, đừng tới trụ sở thương lan thành, mà đệ lại vẫn bất chấp tất cả hưởng ứng lời hiệu triệu của tông môn, tới chấn áp tà ma. Hạo Dương, tại sao? Đệ phải cố chấp như vậy. Nói xong, anh đưa một vò rượu lên uống, trách ta không thể ngăn cản đệ, là sư huynh gián tiếp hại chết đệ. Bây giờ xem ra, Diệp Thần và các nữ chính trong nguyên tác đều là thiên mệnh chi tử không động nổi, mà Khương Nguyên ta chỉ là một con kiến. Vì vậy ta ở trên ngộ đạo nhau này tùy tiện 60 năm. Một lòng luyện kiếm, cố gắng không dính líu tới nhân quả. Khương Nguyên trong lòng tự diễu, ta chính là nỗi nhục của người xuyên không. Ha ha ha, nếu cốt chuyện đã xảy ra biến cố. Hạo Dương, vì đệ, sư huynh quyết định ra tay trước. Thuận tiện thử thêm một lần nữa. Tranh đoạt cơ duyên của nam chính diệp thần đó, ngưng thần châu. Cho dù là thiêu thân lao vào lửa, ta cũng phải tận hết khả năng của ta, kéo trời nghiêng, cứu sư môn. Bảo vệ tất cả các sư đệ, sư muội của thanh lam tông ta. Dứt lời, Khương Nguyên đưa tay lên, đất đá xung quanh như mất đi trọng lực, lơ lửng trên không trung. Một thanh kiếm từ đâu bay về phía Khương Nguyên. Cậu cầm nó trên tay, thầm nghĩ, mai kiếm 60 năm. Thanh thái ất huyền thanh kiếm này cũng đã tới lúc ra khỏi vỏ rồi. Tập mới kết thúc tại đây, thấy hay cho mình xin một like và một lượt đăng ký hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo